Thì buổi hôm trước anh hướng dẫn mọi người cách import ra file locally trên Maya vào ZBrush này để mình lên các cái detail này, lên những cái chi tiết giống kiểu SCSS như này trong reference. Ok. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn mọi người cách export ra file OBJ và mình sẽ back các cái chi tiết của thằng hyperpoly này, những cái đường này lên thằng locally. Tức là thằng locally đấy nó vẫn sẽ giữ nguyên số lượng polygon và có được cái chi tiết giống như của thằng hyperpoly, và cái phương pháp đấy gọi là phương pháp back low to high to low poly. Ok, thì để back được đó thì mình sẽ cần phần mềm Substance Painter này, hoặc là cả một số phần mềm và texture khác giống như là thằng phần mềm Mary này, hay là thằng Marmoset vân vân cũng có thể back được. Đây trong thì trong khóa này hướng dẫn mọi người cách làm trên Substance Painter, thì là nó cái phần mềm nó phổ biến nhất hiện tại và nó dùng nó ra được cái chất liệu rất là đẹp. Ok rồi, thì mình mở file ZBrush lên này, mình kiểm tra một vòng xem là cái mô đồ của mình nó có ok, nó có đúng không. Ok, tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu export nó ra. Đây thanh subtool nó nằm ở đây, thì mình sẽ xem là thanh subtool này nó có bao nhiêu cái object, bởi vì là nếu như cái thanh subtool này của mình này nó chia ra làm nhiều các cái layer khác nhau thì mình sẽ phải gộp lại thì mình mới export được, bởi vì thằng mà ZBrush này nó chỉ export cái layer đầu tiên thôi, chứ là không, ví dụ nó có những cái layer đằng sau này thì nó sẽ không export, nó chỉ export cái thằng layer mình chọn đầu tiên này thôi. Đó thì mình sẽ để mà merge nó lại thì anh sẽ cần phải, đầu tiên anh sẽ thử split thằng này ra thành nhiều mảnh đã. Ok, giả dụ như này, một số bạn thì khi import vào nó sẽ ra thành nhiều các cái mảnh nhỏ như thế này, bây mình sẽ phải gộp nó lại. Ok, thì để gộp nó lại thì mình có hai cách. Một là mình sẽ vào phần merge ở ngay cái dưới thằng subtool này. Ok, thì mình sẽ merge những cái thằng này lại với nhau này. Okay. Merge như này thì nó sẽ bị merge từng thằng một. Thì có cách khác là mình sẽ merge hết chúng nó lại với nhau. Mình vào cái phần Z plugin này, mình vào subtool master, đây subtool master ở đây. Thì thằng subtool master này nó là nơi chứa hầu hết những cái tool để mình gộp object này, tách object này và một số cái tool khác để mình xử lý những cái subtool ở đây. Ok, thì trong trường hợp này mình sẽ phải merge những thằng subtool này lại với nhau. Ok, mình sẽ vào cái phần merge này, merge có nghĩa là gộp. Còn ví dụ bạn nào mà có mô đồ mà ở bên trái này, chỉ dựng một phía bên trái này, mình hãy vào phần middle, mình chọn select cái subtool ở đây, xong mình chọn middle thì nó sẽ nhân sang một thằng yên, một cái bản sao yên như vậy sang phía bên đối diện. Đó. Đây thì mình sẽ cần merge merge hết những thằng lại với nhau này. Ở đây ở phần merge này nó có hai chế độ, một là merge, tức là merge vào xong thì nó sẽ để nguyên tất cả những subtool con này lại. Hai là mình chọn merge and delete extra subtool, tức là mình gộp hết chúng nó lại xong mình sẽ xóa hết tất cả những thằng con còn lại đi, chỉ để lại một phiên bản thôi, là phiên bản gộp sau khi đã gộp vào của mình. Ok, thì ở đây anh không muốn nó bị hiện nhiều subtool đây khiến file mình nặng, thế nên anh sẽ ấn vào cái option thứ hai này là merge lại, gộp hết chúng nó lại và xóa những cái subtool con đi. Ok, nên ok mình sẽ gộp hết tất cả những thằng ở phía bên này vào thành một object duy nhất để mình export ra để mình back hai to locally. Đã xóa dần những cái subtool con đi. Ok, bây giờ là gì, là một cái subtool duy nhất, không còn gì khác cả. Ok, thì mình sẽ select vào cái thằng này, thằng subtool này, xong rồi mình sẽ chọn export. Ok, thì mình sẽ vào ở đây, mình sẽ chọn nơi export này, mình sẽ đặt một cái tên gì đó để cho mình dễ nhớ. Hai poly đi, nhớ để một cái tên nào cho nó dễ dễ nhớ một tí, để mà mình khi mình back vào mình không bị nhầm thằng hai thằng low poly. Ok, đây phiên bản high poly object nhé, mình để mình export dưới dạng object cho nó dễ back. Ok, mình ấn save vào thì đợi một lúc để cái thanh ở đây nó chạy hết là export thành công. Hãy
rơi vào 5 triệu poly, cho nên là export nó hơi lâu. Nên là bạn nào mà rơi vào khoảng 10 15 triệu thì export rất lâu luôn. Ok. Anh đã export ra xong cái model là hai poly này. Rồi anh sẽ thử bake cái chi tiết này trên Saturn Meter xem nó sẽ như nào. Ok. Đây, mình hãy tắt thằng này đi để cho đỡ nặng file. Mình vẫn sẽ để cái reference kiếm ở đây để tắt nữa, mình sẽ pick màu trên cái kiếm này. Ok. Rồi, mình sẽ bật thằng Adobe Saturn Painter lên. Ok. Thì anh sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần mềm Saturn Painter này. Thì cái phần mềm Saturn Painter này là phần mềm chuyên làm texture dạng PPA, thậm chí là làm dạng hand painting cũng được. Thì đối với cả hand painting thì mình cũng sẽ sử dụng cái chung phương pháp bằng PPA, đó chính là sử dụng gọi là dạng layer, gọi là mình sẽ điều chỉnh các cái layer ở trên này để tạo ra cái chất liệu mà mục tiêu mình mong muốn. Ví dụ làm chất liệu đá này, chất liệu gỗ này vân vân, thì mình sẽ sắp xếp những cái layer lên để nó tạo ra thành một cái chất liệu gỗ chẳng hạn. Ok, thì vào một chất liệu gỗ chẳng hạn thì nó sẽ bao gồm như là đầu tiên là một cái base gỗ này, tiếp theo là những cái đường vân của gỗ này, và tiếp theo là những cái sứt sẹo và bụi bẩn vân 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 vân. Thì mình sắp xếp từng lớp ở đây và nó sẽ tạo ra một cái chất liệu gỗ. Ok. Rồi. Thì về giao diện của thằng Adobe Saturn Painter này thì cũng giống như các phần mềm khác, đó chính là nó sẽ có những thanh công cụ quan trọng ở trên cùng như là mở file này, save file này, new file này, export import vân vân, rồi edit này, rồi window. Ví dụ như là mình bị thiếu các thanh công cụ hay là kiểu mình bị khác so với cả cái giáo diện của thầy hay là của mọi người, thì mình có thể vào đây mình có thể xem là cái thanh giáo diện đấy nó đã bật chưa. Nếu chưa được bật thì mình sẽ phải bật nó lên. Ví dụ nó bị ẩn cái thanh asset này đi. Giờ mình hãy bật lại nó. Đó. Mình hãy xem các viewport, window, UI vân vân ở đây. Ok. Tiếp theo, đó chính là thanh thanh quan trọng thứ hai đó, cái thanh tool ở bên này. Thì để anh import một cái model vào thì nó mới sẽ hiện hết các cái thanh công cụ lên trên này. Ok. Thì để mở một cái file, new một cái file mới thì mình sẽ cần phải chọn file này, new. Rồi, ở trong phần new project này thì ở đầu của nó một cái template gọi là một cái mẫu, thì cái mẫu này mình sẽ không select nhá. Ví dụ các bạn select sai cái mẫu này của nó này thì nó sẽ bị hiển thị lỗi và nó sẽ không đúng với cả cái kết quả về setting của mình, cho nên là mình sẽ để cái này ở dạng mặc định. Ok, được chưa? Rồi phần file này đây chính nơi mình sẽ mở cái file model của mình lên. Thế mình chọn select.
Bây giờ mình sẽ hướng cái đường link của nó, đường dẫn đến cái mô đồ của mình. Nhớ nhá, là mô đồ này là mô đồ low poly nhá, phiên bản low poly này. Nhớ xem nó có đúng hàng không. Ok, mình chọn file này. Sau đó ở dưới này là resolution, tức là cái độ phân giải của texture. Thì độ phân giải này càng cao thì cái texture của mình sẽ lên càng chi tiết, nhưng mà tất nhiên là cái độ nặng của file nó cũng tăng lên. Ví dụ như là cái khách hàng hay là project của mình nó yêu cầu là chất lượng của nó vừa phải thôi, thì mình sẽ chọn khoảng 1024 đến 2048. Và những cái project nào mà nó có cấu hình thấp như kiểu mobile này hay AR VR thì nó sẽ có chất lượng thấp hơn như ở 128, 256 hay 512. Còn chất lượng cao như kiểu phim này hay là những cái dạng cinematic chất lượng cao thì mình sẽ để 4096, bởi vì là một cái project của mình sẽ có rất nhiều map khác nhau, rất nhiều các object, mà mỗi object nó lại có một map 4096 này thì nhân lên nó rất là nặng. Và mỗi lần load, bởi vì các bạn vào chơi game thì các bạn biết là mỗi một khung hình mà mỗi một giây thì nó sẽ load khoảng độ 90 đến 144 khung hình trên giây, là tức là mình sẽ load 144 cái ảnh trên giây thì máy sẽ không chịu được, bởi vì là file nó quá nặng, cho nên là thường người ta sẽ để cái cấu hình thấp hơn để load cái object cho nó nhanh. Đó. Thì 1096 là cái chất lượng cao nhất, thì bây giờ mình sẽ để 2048 thôi cho nó tầm cỡ chung thôi. Ok. Ở dưới này thì có một số cái workflow khác, ví dụ như là mình làm tích chờ dạng Udin chẳng hạn thì mình sẽ tích vào đây, nhưng mà hiện tại mình đang làm ở chế độ bình thường thôi nên mình không tích ở đây. Rồi, sau khi mình để setting như này xong rồi thì mình ok để tạo mình về project mới để mình làm việc. Ok. Đó, các bạn kiểm tra xem khi import là thì cái object của mình nó có một cái vấn đề gì không, nó có bị mất mesh này hay là nó bị smooth lung tung hay là nó lỗi polygon hay là lỗi UV gì đấy. Mình có thể kiểm tra UV nó trên này bằng cách là bấm ở phần 2D 3D này về cái giao diện của nó, tức là các cái xoay màn hình thì còn nó sẽ y hệt như thằng Maya, nó giữ an chuột phải này để xoay này. À, giữ an chuột trái để xoay này, giữ an chuột phải để zoom này, và giữ an chuột giữa để xoay cả màn hình. Đó. Giữ an chuột trái này, xoay này, an chuột phải zoom, an chuột giữa di cả màn hình. Ở đây thì cái ánh sáng, cái setting của nó làm trông nó khá là quê, mình có thể kiểm soát được cái chất lượng của nó rất là tốt. Ok, thì mình để chuyển sang chế độ 2D và 3D để xem cái UV ở đó, thì mình sẽ ở trên này phía bên góc bên phải này, thì sẽ có một cái chế độ là mình được phép nhìn cả 3D và 2D, phiên bản 3D và 2D của nó, bấm vào đây. Đó, còn nếu mà mình chỉ muốn xem 2D cái UV đó thôi, mình bấm vào đây 2D only, chưa 3D và cả 3D là 2D. Nó còn có các phím tắt F1, F2, F3, F4 đấy. Ok, thì mình sẽ kiểm tra phần UV này xem mà nó có đoạn nào nó bị trùng nhau không, hoặc là nó bị tràn ở phía bên ngoài này, xem UV nó xem vấn đề gì. Nếu mà không vấn đề gì thì mình sẽ tiếp tục làm các bước tiếp theo. Ok, mình sẽ lướt vòng một vòng. Ok, cái máy hiện tại nó không có vấn đề gì, UV nó khá xếp khá là gọn gàng rồi, khoảng cách khá là ok. Rồi, tiếp theo thì về phần giao diện anh hướng dẫn thêm, đó chính là ở phía bên trái này là nơi mình sẽ điều chỉnh các cái tool chính của nó, ví dụ như tool vẽ này để mình vẽ màu này, vẽ các masking vẽ các hiệu ứng vân vân lên, đây gọi là bút pen, và vẽ lên tô lên. Còn phía bên dưới này là tẩy đấy, thì các bạn biết đó là khi mình vẽ lên xong rồi mình chuyển sang chế độ tẩy thì nó tẩy cái mình vừa vẽ lên đó. Còn là chế độ projection này là ví dụ mình có cái ảnh có trước, tức là mình có một ảnh không, mình sẽ vẽ trên cái ảnh đấy ở đây. Ok, còn đây chế độ select
mesh và object thì lát nữa sẽ hướng dẫn mọi người. Cái này là để masking, tức là mình sẽ lựa chọn những vùng nào được chọn chất liệu nào. Ví dụ mình muốn vùng này chất liệu là đá này, vùng này chất liệu kim loại này, thì mình sẽ sử dụng cái này để mình lựa chọn phân vùng của nó. Ok, nhúng này, clone này, vân vân này. Ok, thì thường là mình sẽ sử dụng các cái tool ở bốn cái tool ở trên đầu này là chính. Yeah. Ok, rồi sang phía bên trái này, ví dụ anh chọn brush bút này, thì mình có thể đây nó sẽ hiện lên các cái thông số của cái bút này, các cái chế độ vẽ của nó. Đây chế độ brush outliner này, full preview cursor này, hay là các cái size bút này, opacity này. Đây là thanh công cụ nhanh, nhưng mà thường là mình sẽ không sử dụng thanh công cụ trên này để mình vẽ, mà mình sẽ sử dụng hoàn toàn một phím tắt để mình xử lý các cái thằng bút này. Ví dụ mình giữ control không có chuột phải để tăng giảm kích thước của cái brush, control chuột phải này. Nhớ nhá, cái control chuột phải này di sang trái, sang phải và trên dưới nó sẽ khác nhau. Ví dụ mình di sang trái và phải thì nó sẽ tăng giảm cỡ bút, nhưng mà mình di lên và xuống thì nó sẽ tăng giảm cái flow. Đấy, tăng giảm cái độ mềm của nó. Đó. Di lên và xuống nó tăng giảm độ mềm, và di sang trái sang phải nó tăng giảm cỡ của bút. Ok, và anh sẽ tô thử cái gì đấy lên nào. Màu đi. Đó, vẽ như này. Yeah. Xong rồi chuyển sang eraser. Là xóa đi. Tăng giảm cỡ bút. Đó, thì ở đây cái dạng texture này rất là trực quan, mình có thể nhìn được cái sản phẩm cuối cùng luôn, làm đâu mình xem được cái kết quả này, nó rất là trực quan, nó rất là dễ rồi. Ok, rồi tiếp theo là cái phần gọi là phần asset. Phần asset này là nơi nó sẽ có những cái thư viện, để gọi là nơi lưu những cái thư viện của mình. Ví dụ như là những cái chất liệu, như kiểu chất liệu alum này, gọi là nhôm này, xong rồi là vàng hay là đồng, vân vân. Tất cả những cái chất liệu này mình chỉ cần ném vào thôi, nó sẽ ra những cái chất liệu mà mình mong muốn ngay đó. Ví dụ anh ném thử cái chất liệu vàng vào xem nào, gold ở đâu nhỉ? Đây, thằng này đi, ném vào, thằng này sẽ ra chất liệu hoàng kim luôn. Đó, đây gọi là smart material, dịch nôm na đó là chất liệu thông minh. Là ném vào phát thì nó sẽ có cái chất liệu mà mình mong muốn ngay. Tất nhiên là mình cũng sẽ phải điều chỉnh một số thông số để trông nó đẹp. Hiện tại thì cái chất liệu thường là các chất liệu khi ném vào xong thì nó rất là bị thô. Đấy, nó thường là kiểu cua, kiểu nó vàng nguyên chất luôn. Mình sẽ thường phải thêm rất nhiều các layer khác để trông cho nó đẹp. Đó, như kiểu lớp highlight này, lớp dark này, lớp IO này, vân vân. Thì nó mới đẹp được. Chứ ném vào chất liệu vào không thì không chấp nhận được đâu. Ok. Đó. Tiếp theo là chính là cái layer. Layer giống như là cái Photoshop, là mỗi khi mình vẽ này, mình cho thêm màu này, cho thêm vật liệu này, thì tất cả những cái đấy nó sẽ liệt kê hết ở đây, mình sẽ chỉnh. Thì cái đặc biệt, cái điểm đặc biệt của thằng Sublimator này, đó chính là mình sẽ làm việc dưới dạng editing layer, tức là mình sẽ không trực tiếp vẽ lên mà mình sẽ điều chỉnh các thông số ở trên này. Ví dụ như mình ném thằng vàng này chẳng hạn này, thì mình sẽ điều chỉnh các cái thông số của thằng vàng này ở đây, chứ mình không hay vẽ lên cái thằng này. Đó, mình sẽ select cái thằng này. Đó, mình sẽ điều chỉnh các cái lớp màu ở đây này, rồi mình sẽ đè lớp này lớp kia để nó ra được cái chất liệu mong muốn, chứ mình không vẽ nhiều như thằng hand painting texture. Cái ở cái này là mình sẽ điều chỉnh các cái thông số của nó. Okay, đây thì thường nó sẽ một cái chất liệu sẽ có rất nhiều lớp như thế này, và mình sẽ điều chỉnh từng cái chất liệu một để nó ra được cái thành quả mình mong muốn, chứ mình sẽ không vẽ lên quá nhiều. Đó chính là phương pháp masking và layer. Đó, mình sẽ kiểm soát các cái layer này của nó. Ok, rồi thì đối với layer này thì khi mình select vào thì nó sẽ hiện ra các cái thông số của nó ở phía bên dưới này. Thì có một số bạn thì các cái layer, các cái UI nó sẽ không giống của anh nhá, nên nhưng mà cái tên này nó sẽ chắc chắn nó sẽ giống nhau. Đó, khi anh gọi tên của cái thanh đấy lên thì mọi người có thể check lại cái tên đấy ở cái UI của mọi người, chứ thường UI của mọi người sẽ không giống nhau. Ok, thì khi mình bấm vào cái layer chẳng hạn thì nó sẽ hiện lên cái property này, fill này. Đó, mình kéo xuống dưới này, nó sẽ đầy đủ tất cả các cái yếu tố của nó, những cái thông số của nó, ví dụ như màu sắc. Đó, mình sẽ điều chỉnh màu của nó ở dưới này. Đó. Xong rồi detail, rồi là các cái độ chìm nổi vân vân, xong rồi độ ánh kim metallic, tức là độ ánh kim, chuyên điều chỉnh độ ánh kim, và cái này chuyên điều chỉnh độ bóng. Độ ánh kim và độ bóng hoàn toàn khác nhau nhé. Độ ánh kim này, độ bóng này, độ nhám này là ba cái khác nhau.
trong một số phần mềm khác thì nó gọi là reflection này, refraction này, specular này, ggx này, vân vân đó. Thì mình sẽ phải tìm hiểu các cái tia, những cái tên đấy thì mình có thể hiểu nôm na roughness nó có nghĩa là reflection. Và khi mình import vào Maya chẳng hạn thì nó sẽ hỏi mình cái map reflection của mình đâu, thì mình sẽ ném cái map roughness này vào đó. Ok, tương tự map metallic, một tên metallic thì có thể là trong Anod thì nó sẽ có một tên khác chứ không phải metallic này đó. Ok, rồi tiếp theo đó chính là cái gọi là texture set list. Ở đây chính là tên cái chất liệu mà mình là tên, nó sẽ liệt kê tất cả những cái chất liệu của object của mình ra. Ví dụ như là cái object anh ném vào cái kiếm này, nó chỉ có một cái chất, anh chỉ cho nó một chất liệu duy nhất thôi, tên nó là short mat đó. Thì nếu như nó liệt kê thêm những cái chất liệu khác, nhiều lambert hay berlin vân vân ở dưới này, thì chứng tỏ là nó bị lỗi, anh đã import nhầm thêm một chất liệu gì đó vào đây rồi. Và mình sẽ phải vòng lại Maya để kiểm tra xem là mình đã sai đâu mà tại sao lại có nhiều thêm nhiều chất liệu ở đây nữa như thế đó. Thì mục đích duy nhất của mình khi import vào là có một chất liệu này, mà nhỡ nó có thêm nhiều chất liệu khác ngoài ý muốn của mình thì mình sẽ vòng lại Maya để kiểm tra. Ok, tiếp theo phần quan trọng nhất đó chính là texture set setting này, là nơi mình sẽ bake hai to low poly. Ở trong cái phần texture set setting này chính là nơi mình sẽ kiểm soát những cái chất lượng của cái texture của mình. Mình hệ chỉnh từ cái texture dạng 2048 lên 4096 và ngược lại. Rồi mình hệ thêm một số các cái channel khác. Ở đây mình đang khóa các channel lại, chỉ có 5 channel thôi. Đó là cái channel base color này, là màu cơ bản này, chất liệu ánh kim này, chất liệu bóng này, normal này và hay map. Ok, thì mình có thể thêm các cái channel khác ở đây. Mình ở vào channel này, mình ví dụ mình muốn thêm map AO ở đây, ví dụ map AO đây, mình có thể thêm AO ở đây đó, nó sẽ thêm một cái channel AO ở đây. Vậy anh bấm cộng ở đây, thêm một map emissive chẳng hạn, anh ấn vào nó sẽ hiện thêm một map emissive ở đây. Emissive ở đây thì có nghĩa là độ nó độ phát quang đó, và khi ném vào một phần mềm như Unreal Engine thì nó sẽ phát sáng lên. Ok, hiện tại mình không cần hai cái map này, mình sẽ ẩn nó đi. Ok, ở dưới này thì nó chính là bake mesh map của chúng ta ở trong texture set setting. Đây bên mình, sẽ bắt đầu, anh sẽ hướng dẫn mọi người cách bake hai to low poly cho dạng PPA texture. Ok, mình gắn vào bake. Ok, ở phần setting này chỉ có output size. Thì đây chính là nơi chứa chất lượng của cái map sau khi mình bake xong, chất lượng của cái model high poly của mình khi ném vào trong low poly nó sẽ chất lượng như thế nào, sẽ phụ thuộc vào cái map này. Cái map này và cái map mà mình sử dụng cho texture của chất liệu này là hai cái khác nhau nhé. Okay, tức là khi mình thử xem nào cái bake của mình có lỗi không thì mình sẽ chỉ để ở dạng chất lượng texture thấp thôi, 512 hoặc 1024 thôi, để thử cho nó nhanh, đỡ bị mất thời gian. Ok. Rồi, ở dưới này mình sẽ chọn apply diffusion. Tức là khi bake xong nó sẽ apply cái màu của nó vào cái module low poly của mình. Ok. Ở đây chính là cái đường dẫn đến cái phần high poly, phiên bản high poly của mình. Thì mình sẽ hướng đến phiên bản high poly của nó. Đây. Mình ấn open. Okay. Thì ở dưới này chính là cái khoảng cách mình sẽ bake, ví dụ như là cái model high low poly của mình nó có một cái đinh chẳng hạn, đinh dài khoảng 5 phân. Thì nếu như mình chỉ để ở đây, ở cái distance, tức là cái khoảng cách bake của nó chỉ 2 phân thôi chẳng hạn, thì nó sẽ không nhận được cái đinh 5 phân đấy. Và mình sẽ phải tăng cái khoảng cách bake lên là 5 phân thì nó mới nhận được cái thông tin đấy, cái khoảng cách bake đấy của mình. Đó. Thì ở đây 0.01, khá ok, là 0.01 mét ở đây nó chắc khoảng 10 phân gì đấy. Ok. Ở dưới này, đó chính là khử răng cưa. Khử răng cưa này là cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái thời gian render cũng như chất lượng cái texture của mình. Thì khi mình bake test chẳng hạn thì mình sẽ để cái này năn, hoặc là mình để 2 thôi, 2x2 thôi. Ok. Những cái này thì mình, ví dụ các bạn sang kỳ sau thì các bạn sẽ cần quan tâm đến này nhiều hơn. Hiện tại thì chưa cần. Ok, cái thông số này mình để mặc định cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bake.
ở đây mình sẽ có hai hai kiểu bake, một là bake duy nhất cái chất liệu này, hay là bake tất cả các cái chất liệu khác, nhưng ở đây mình chỉ có một chất liệu thôi, nên là bấm vào đây hay đây đều không khác gì nhau. Ok, mới bắt đầu bake này, xem nó sẽ ra chất lượng như nào. Okay. Thì sau khi bake xong nó sẽ hiện lên cái chi tiết mà mình làm ở phiên bản high poly của nó. Okay. Thế là mình sẽ kiểm tra xem là nó có vấn đề gì không. Okay. Nhưng cái chi tiết ở dưới này thì nó tương đối giống rồi, tương đối giống phiên bản là high poly rồi. Ở trên này thì mình sẽ okay. Xem còn cái gì mình có lỗi không. Okay. Phần này mình sẽ xóa cái layer này đi. Ok. Thì mình sẽ để mà cho một cái chất liệu gì đó vào cái này thì mình sẽ chọn một cái chất liệu đây, ví dụ chất liệu đá này. Các bạn có thể lựa chọn chất liệu tùy mình nhá. Ví dụ như các bạn không muốn cái này là đá chẳng hạn này thì các bạn muốn có thể cho nó là kim loại hay là vàng hay gì gì đấy cũng được. Cái này thì tùy sở thích của mỗi người. Ok, thì đây anh sẽ cho chế độ cái đá này vào cho nó giống. Đây, Z này, nó ngọc bích. Ok. Thì để tạo chất liệu dành riêng cho cái phần lưỡi kiếm này, dành riêng phần lưỡi kiếm này, thì anh sẽ phải tạo một cái mask để anh mask riêng cái phần lưỡi kiếm này ra. Đó, còn ở dưới này anh sẽ cho chất liệu khác. Ok. Thì để tạo riêng chất liệu cho một cái vùng, từng vùng, thì mình sẽ ấn chuột phải vào cái layer đấy, mình chọn black mask. Yeah. Từ black mask này mình có hai cách. Một là mình sẽ sử dụng brush này, mình vẽ lên. Đó. Masking về cơ bản thì đó chính là mình làm một cái mặt nạ cho nó, và cái vùng nào mà mình nhận thì mình, vùng nào mà mình muốn nó đeo mặt nạ lên thì mình sẽ tô vào. Ví dụ như là màu trắng này là một vùng nhận, còn màu đen là vùng không nhận. Bây giờ ví dụ anh sẽ cho màu trắng chẳng hạn đi. Ok. Thì anh muốn tô những cái vùng mà nó có nhận cái texture này thì anh tô màu trắng lên. Đó, thì nó sẽ nhận cái texture đấy. Còn màu đen là vùng không nhận. Chuyển màu đen này sẽ xóa cái masking này trên vùng này đi. Ok. Thì bây giờ anh đang muốn tạo cái masking cho toàn bộ cái này chứ anh không muốn vẽ tay. Vẽ tay này mất rất mất thời gian, mình phải vẽ toàn bộ cái này và đôi khi mình vẽ còn trượt nữa. Ok. Thì bây giờ mình sẽ phải tạo một cái mình sẽ sử dụng cái pick pick polygon fill này.
để mình pick cái vùng mà nó sẽ nhận cái texture này. Ok, mình ấn vào cái polygon fill. Đây có ba chế độ, một là chọn theo dạng chọn angle, triangle tức là chọn theo lưới 3. Cái này là chọn theo lưới 4 và cái này chọn toàn bộ object. Ok, rồi mình sẽ ấn vào thử mesh fill này đi. Mình để màu trắng là nhận. Mình ấn vào để toàn bộ phần lưỡi kiếm này sẽ nhận cái texture đó. Được chưa? Rồi, tương tự như là các cái phần ở dưới, mình cũng sẽ tạo chất liệu cho cái vùng ở dưới. Ví dụ như là vùng ở dưới này mình cho đồng chẳng hạn. Mình kéo lên mình tìm chất liệu bronze. Mình ném vào. Đây, toàn bộ này là đồng rồi. Mình lại ấn chuột phải, tạo black mesh. Mình lại ấn vào đây. Chọn polygon fill. Rồi chọn mesh fill. Được. Mình lại pick những cái vùng mà mình muốn cho nó vùng đồng của mỗi này thôi. Mỗi này thôi. Ở dưới này nữa. Ok. Thì đối với cả cái chiếc đậu đá này mình sẽ xem ở trên đề phần, nó cũng sẽ làm tương tự như này. Được chưa? Rồi tiếp theo là mình ở phần tay cầm, mình sẽ lựa chọn một chất liệu như chất liệu vải chẳng hạn. Xem ở đây có cái vải nào trông nó ok không. Ở đây có rất nhiều chất liệu vải. Hoặc tùy các bạn nhé, nó sẽ không nhất thiết phải là y hệt như là của anh. Ok, mình ném thử đây vào đi. Rồi, mình chọn chất liệu nhưng mà mình hoàn toàn phải đổi màu của chất liệu đấy nhá. Mình mở cái chất liệu màu ấy ra, mình đổi màu nó sang cái màu mình mong muốn. Đây, okay. Vùng này mình thấy nó hơi đen đen này, mình có thể tạo thêm một cái fill ở đây. Tắt hết những cái layer khác đi, mình chỉ để mỗi màu thôi. Mình chọn màu đen, mình add fill, black mask. Ở đây mình chọn chế độ brush, mình vẽ. Mình hai bên này đối xứng rồi, mình sẽ vẽ đi. Nếu mà vẽ này tốt nhất mình nên có bút nhé. Vẽ bằng chuột này nó sẽ không có cái độ gọi là độ chuyển, độ mềm của bút, lực nhấn, thứ vân vân. Okay. Mình có thể tạo thêm một cái lớp đất là cái lớp nó gọi là cái độ bẩn đấy. Đó, mình sẽ tạo một cái lớp dirt ở đây. Mình chuyển sang cái màu nâu chẳng hạn. Thường là lớp dirt sẽ có màu nâu, nâu vàng. Đó. Chuyển hết roughness của nó xuống gần như là thấp nhất. Mình tạo black mask. Ok. Black mask này mình sẽ không sử dụng mask bình thường vẽ lên hay là fill color, mà mình sẽ tạo một cái generator cho nó, để nó tự động add những cái vùng nào cần bẩn thì nó sẽ cho bẩn chẳng hạn như thế. Đó, ở sân generator này mình chọn dirt. Đó, mình hay điều chỉnh cái độ bẩn của nó. Ví dụ vùng nào mình không muốn cho nó bẩn thì mình có thể ấn chuột phải này, tạo thêm một cái pen nữa và mình sẽ vẽ lên, xóa cái vùng mình không muốn cho nó bẩn đi.
chọn như này chẳng hạn. Và mình có thể add thêm một số các cái lớp màu khác dành riêng cho cái kiếm này. Okay, sau đó mình sẽ xếp cái kiếm này vào. Okay. Thì buổi sau anh hướng dẫn mọi người cách render kiếm này để mình nộp bài vào cuối môn nhé. Thì ở cuối môn thì mình sẽ có 2 tuần để nộp bài. Sau khi mình học xong môn này thì sẽ có thêm 2 tuần nữa để các bạn nộp bài cái nhà hoặc cái kiếm này cho 2 bài tập. Cái nhà mình sẽ phải làm dạng hand painting texture và cái kiếm này mình sẽ làm dạng PPI. 2 tuần sau khi hoàn thành môn này. À, vẽ sao được người dễ hiểu gì không đủ thời gian nhiều học học thì học thêm bọn anh dạy thêm chứ trong chương trình không có.